Xin chào các bạn. Như vậy thì chúng ta đang ở ngày 21 tháng 10, có nghĩa là chúng ta sắp đến ngày lễ Halloween rồi. Và trong cái việc làm video với Camtasia thì mình sẽ có cái phần quà để tặng cho các bạn những cái tài nguyên để làm video liên quan đến chủ đề Halloween này các bạn nha. Như vậy thì xem thử là trong cái chủ đề Halloween này thì chúng ta có gì. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bật cái đó lên. Và sau đó thì mình sẽ để cái đường link để cho các bạn đao cái tài nguyên này về. Giờ thì chúng ta sẽ vào cái tài nguyên mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Về Halloween thì mình có hai cái tài nguyên, một là cái bộ về Halloween Special, hai là How Hill về Halloween các bạn nha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ đi cái bộ là Halloween Special trước, và qua ngày hôm sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ Halloween mới nha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái bộ Halloween này lên. Rồi, cài nó vào nha, nhấp phải và chọn Open. Khi Camtasia chúng ta nhấp nháy thì chúng ta sẽ chọn cái thư viện để lưu nó vào và chọn inbox vào nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở lên cho các bạn xem thử trong cái chủ đề về Halloween này thì nó sẽ có cái gì. Sau khi mà các bạn đã cài đặt xong rồi thì chúng ta vào thư viện của Camtasia và chúng ta sẽ thấy một cái folder có tên gọi đúng như cái tên gọi mà các bạn đã mở ra lúc nãy đó. Chúng ta sẽ mở nó ra nha, và trong này thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử nó có gì. Chúng ta sẽ có hai cái background liên quan đến chủ đề Halloween này. Các bạn sẽ nhấp phải và chúng ta có thể chọn review để xem nhé. Đây, chủ đề về Halloween chúng ta có cái background như thế này, và cái background này thì ở dưới dạng là video, các bạn thấy không, nó rất là đẹp nha. Đó là cái thứ nhất. Cái background thứ hai này các bạn xem qua luôn nha. Rồi, các bạn xem qua, đây là cái background thứ hai ha, chủ đề đúng là về Halloween nha, 58 giây. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái bộ icon. Thì ở đây thì nó sẽ có 6 cái icon. Chúng ta có thể thấy là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cái icon khác nhau. Trong đó có một cái icon về cái chữ nha, là 7. Như vậy là chúng ta có 7 cái icon. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ có phần nhạc luôn nha. Có cái nhạc về Halloween luôn. Và cuối cùng là dòng chữ. Thì bây giờ mình sẽ đưa vào một vài cái tài nguyên này xuống để sản xuất một video đơn giản cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đưa cái background này xuống này. Rồi, mình có thể mở lên cho các bạn xem đây. Đó, rồi sau đó thì chúng ta có thể đưa những cái tài nguyên này vào. Đấy, các bạn sẽ kéo và thả qua nhé. Và chúng ta có thể điều chỉnh lại cái kích cỡ sao cho nó phù hợp. Này, chúng ta xem thử nhé. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không? Rồi, qua những phong cảnh khác thì chúng ta có thể đưa những hình ảnh khác vào. Cái cách sử dụng thì nó rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần kéo thả vào cái khu vực, cái thời điểm nào mà các bạn muốn cái hình ảnh này nó xuất hiện mà thôi. Với những cái hình ảnh mà có phông nền như thế này thì các bạn nhớ chúng ta sẽ loại bỏ phông đi bằng cách là chúng ta sẽ vào vào cái mục có tên gọi là Visual Effect để chúng ta dùng cái chức năng Remove Color đi nha, kéo vào. Sau đó thì chọn cái màu xanh nhé, chọn đúng cái màu của nó và chúng ta bỏ đi thôi. Đó, như thế này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đưa một vài cái tài nguyên xuống nữa các bạn nhé. Đó, Halloween nha. Rồi, ở cái dòng test này thì các bạn có thể là thay đổi thành cái nội dung mới nhé. Chúng ta nhấp đúp vào và chúng ta đánh lại cái nội dung mới thôi. Rồi, tiếp theo nữa đến một cái biểu tượng về Halloween nha, những cái icon này. Rồi các bạn, chúng ta xem qua luôn nha. Thì cái này thì liên quan đến cái vấn đề các bạn sắp xếp và trình bày thôi. Rồi chúng ta có đoạn nhạc ở đây thì các bạn sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ đưa nó vào. Sau đó cũng sẽ đưa đoạn nhạc đến nha. Đó, đây là cái đoạn nhạc về Halloween. Rồi, ở đây thì chúng ta còn thêm một cái dòng test nữa. Mình sẽ cho các bạn xem luôn cái dòng test này. Rồi, đây là cái dòng test các bạn nha. Đó, các bạn thấy tiếng nhạc về Halloween giờ rất là hay ha. Và cái chữ này, thiết kế. Nói chung là tất cả những cái phần, những tài nguyên trong này đều thiết kế theo chủ đề Halloween, và các bạn tải về sử dụng và đưa vào thì nó sẽ rất hay, rất tuyệt vời các bạn nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai ở cái chủ đề tiếp theo về Halloween. Xin chào các bạn.